Rồi chị hai lấy gì nữa chị hai? Bỏ vô vỏ mẹ này, bỏ vô vỏ mẹ này. Sao không có dài vậy? Không anh vậy. Rồi go rồi con, go với mẹ rồi, go. Xách đi lẹ lên. Rồi đi theo mẹ lẹ lên, go. Coi chừng nha, coi chừng nha. Rồi go luôn. Rồi quẹo trái. Rồi quẹo tay. Đâu sửa chú Ly đâu? Nô bên kia, bên kia. Rồi hai bịch thôi, ok. Ok. Đây đây sách chưa? Rồi dắt đi ra, rồi go. Đi la lấy kẹo spray. Rồi đi. Đi đi theo mẹ kìa, lẹ lên theo mẹ. No. Chú Ly, mẹ kêu ra. Chú Ly. No rớt con, rớt rồi. Rồi bỏ vô bịch luôn, rồi ok go. Rồi bỏ vô bịch đi. Rồi go. Rồi chị hai bỏ bịch đi go. Được không? Chị hai cần giúp đỡ không? Ai la? Rồi đi kìa, mẹ ra kìa, mẹ la kìa, đi go. Go đi. Rồi đi theo mẹ, go. Trời ơi, anh xua mắt lắm. Cái này cho nít bào của nó không ăn nó, con uống không giống như anh xua vậy đó. Đi ra ngoài đi. Đi chú Lê go rồi con. Rồi em đi la kìa. Lẹ đi lại đẳng mua đánh kẹo kìa. Mua Sprite kìa. Mẹ lấy Sprite đâu vậy? Coi chừng túng anh đi nha. Go. Coi chừng. Rồi chú Lê la tính tiền chưa? Rồi chú Lê la tính tiền đi, go. Go. Rồi chú Lê la tính tiền nè, go. Rồi đi ra tính tiền, go. Rồi đi, lẹ lên. Rồi lấy đi. Rồi go đi. Đây, đường này. Lẹ lên. Để tính tiền kìa. Coi chừng nó kêu. Ê. Trời.